Này thanh bạch chỗ xỉ ạ. Đúng rồi, gần nhổn đấy, cách nhổn nó khoảng cách nhổn nó khoảng 2 3 cây nhá. Sọc của bạn Trang luôn. Biết ngã tư trôi không, gần nó à? Một con màu cam này, một con màu cam dạng yếm nhá. Đây là yếm. 50 cho đến 60 kg mang vừa yếm màu cam nhá. Đó rất là trẻ trung. Bác nào lấy yếm chốt em, yếm này con này rất là mới. Không để cho bạn cái bạn gì ra. Bạn ấy thích yếm. Một con màu đen này. Sào Phương Khanh 50 cho đến 60 kg mang được luôn. Bác nào lấy con này chốt cho em mã đen. Phương Canh vào chọn đi, để chị đi đơn cho. Em còn một đơn hay sao chưa đi? Em bảo lưu lại á. Tiếp tục một con sọc suông nữa này. Một con sọc suông màu xanh. Con này cũng 50 cho đến 60 kg mang vừa có thể phối đai nha. Bác nào là con này chốt sọc xanh này. Chốt sọc xanh. Nay giờ này ít người coi lắm. Chắc phải tầm khuya khuya. Buổi tối nay đông người hơn. Giờ này nay ít. Sao bỏ em mua ba? Lúc sáu một cô ba sáu đấy. Nay anh ăn sang thế. Chịu vớt cho vật. Quẩn chết đấy. Cà đồ, con cà đồ xanh này hả bạn Trang? Đúng con này ok nhá. Một con sọc tím này. 50 cho đến 55 kg. Chốt cho em mã tím thôi. Mã tím này. Sọc xanh của bạn Trang này. Cái này bỏ ra là một con body gen này, một con body gen trễ vai nha. 50 cho đến 58 kg mang vừa chốt em trễ vai. Tiếp tục một con màu xanh, form rất là đẹp nhá. Form rất là đẹp, nhưng mà nó hơi nhỏ à. Hôm nay chắc là ít người xem quá, khả năng phải tối mới nay được. 50 kg thôi, con này 40 đến 50 kg chốt cho em mã xanh. Mã xanh này form hơi nhỏ, trễ vai của mình Trang luôn. Có mỗi một bạn xem. À, tím này đẹp này. Đen này. Đen của Mai Hương. Mai Thương, Mai Trần. Mai Thương, Mai Trần. Lên địa chỉ cho em nhá, các chị mua cố đủ đơn nhá. Một con màu tím form dài này nó thêu rất là đẹp luôn. Con này 50 đến 55 kg nha, 50 đến 55 kg mang vừa chốt cho em mã tím. Ok. Ôi. Quần ngủ, vẫn buồn ngủ. Chào chị Vân nha. Giờ này em vẫn buồn ngủ á. Bảo 11 rưỡi like mà ngủ đến tận Phương Khanh này. Phương Khanh tím này, ngủ đến bây giờ mới dậy. Một con màu đen này, một con đen thêu nha. Form suông. Bác nào lấy đen này chốt cho em mã đen này, đen theo nha. Mà hôm nay lười lười quen rồi thành đâm ra.